Rồi lời đầu tiên cho shop phụ kiện loa bẫy chim đêm. Xin được gửi lời chào để lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể các bác. Hôm nay shop em lại đem đến cho các bác cái mẫu sản phẩm bẫy chim đêm hiệu quả, giá thành bình dân mà đem lại hiệu quả kinh tế cao cho các bác. Em sẽ đi giới thiệu chi tiết về các bộ sản phẩm này và báo giá công khai cho các bác để các bác cân đối tài chính, sở hữu cho mình những cái bộ sản phẩm bẫy chim đêm được hiệu quả nhé. Đầu tiên em giới thiệu cho các bác cái mẫu âm ly trước nhé. Mẫu âm ly này. Bên em có rất nhiều mẫu âm ly. Mẫu âm ly bên em về rất chi là nhiều. Đầu tiên em giới thiệu cho các bác cái mẫu âm ly 263B. 263B này. Cái mẫu này được các bác sử dụng, tin tưởng sử dụng rất chi là nhiều này. Mẫu này thì là mẫu cải tiến của năm 2022, có bắt Bluetooth các bác nhé. Cái này vừa sử dụng điện lưới 220V, vừa có thể sử dụng điện bình nhé. Các bác bẫy ở đồng các bác sử dụng điện bình đấy. Hoặc các bác không bẫy, các bác về nhà bác giải trí, các bác cắm điện. Điện này các bác có thể bỏ cái đầu USB ra, các bác cắm mic karaoke ở đây, các bác có thể ca nhạc nhé, ca nhạc giải trí đấy. Cái mẫu này rất chi là tiện lợi, bắt được Bluetooth, công suất của nó là 300W nhé các bác nhé. Đấy. Có nút chỉnh bass, chỉnh chét, âm ly to nhỏ nhé. Đấy. Cái mẫu này 263B này bên em đang bán với giá 430.000, bao phí ship toàn quốc cho các bác nhé. Rất chi là xịn sò, giá lại bình dân, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho các bác nhé. Cái mẫu thứ hai em giới thiệu cho bác cái mẫu son nhé. Đấy. Son 288 nhỏ gọn này. Làm bằng hợp kim nhé các bác nhé. Đấy. Toàn bộ là hợp kim. Đấy. Cái này thì sử dụng ở điện bình nhé các bác nhé. Cái con này cực trâu bò luôn nhé. Đấy. Cực bền nhé. Đấy. Rất chi là xịn sò. Tiếng ở nó rất tròn tiếng và vang rất xa nhé. Vang rất xa. Có nút chỉnh bass, chỉnh chét, volume nhá, to nhỏ đấy. Rất chi là xịn sò, chạy bằng đầu bằng USB nhá, hoặc các bác có thể chạy bằng áo thẻ đều được nhá. Cái mẫu son 288 này bên em đang bán với giá là 550.000, bao phí ship toàn quốc cho bác nhé. Đấy, về cái mẫu son. Và em sẽ giới thiệu bác cái mẫu loa toa nhá, loa toa hay còn gọi là loa lén nhé. Lén. Đây em sẽ giới thiệu cho bác đầu tiên là cái mẫu loa toa. Toa Việt Nam nhé. Hàng Việt Nam 10W nhé. 10W. Này. Bên em có 10W, 15W nhé. Đấy. Cái mẫu 10W và 15W các bác đánh chim rất là hiệu quả nhé. Có dây dẫn các bác về chỉ việc đấu vào âm đi thôi nhé. Cái chiếc 10W của hàng Việt Nam này bên em đang bán với giá 230.000. Đấy, các bác mua theo một đôi thì giá chỉ còn 400.000, bao phí ship toàn quốc cho các bác nhé. Đấy, về phần loa toa 10W của hàng Việt Nam, loa toa 15W của hàng Việt Nam giá của nó là 350.000 một chiếc, bao phí ship cho các bác nhé. Đây là hàng loa toa Indo nhé. Loa toa Indo thì nó sẽ bền bỉ hơn nhé, nó làm bằng hợp kim nhôm nhé. Đấy, mạ vạch của loa toa Indo này. Đấy, 10W Indo, hàng Indo nhé các bác nhé, hàng Indo chuẩn chỉ nhé. Cái mẫu loa toa Indo 10W này giá của nó là 600.000, bao phí ship toàn quốc cho bác nhé. Còn cái mẫu loa toa Indo 15W giá của nó là 750.000 nhé các bác nhé. Về phần loa check kèn nhé. Check kèn là giá của nó là 350.000. 350.000 một đôi nhé. Bao phí ship toàn quốc cho bác. Về phần lưới bẫy chim. Về phần lưới bẫy chim nhé. Bên em là có lưới một tay 50m và một tay 100m nhé. Lưới bẫy chim bằng cước dù thái nhé. Cước thái nhé bác nhé. Cước thái em nói nhầm. Cước thái rất chi là xịn sò nhé.
cực kỳ chắc luôn. Đây em banh cho các bác này, cực kỳ chắc luôn nhá. Giá của cái bộ bộ lưới này, bộ lưới một tay 50m này giá nó 350.000 nhá. Còn tay 100m giá nó 700.000. Đấy, đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho các bác. Đấy. Bác nào quan tâm đến mẫu sản phẩm nào thì hãy liên hệ đến số điện thoại của shop đây, em đã để trên góc màn hình nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em ngày hôm nay. Em xin chào tạm biệt các bác ạ.